và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh lập tổ công tác đặc biệt về vaccine. Những tín hiệu vui từ tâm dịch Bắc Giang. Cần Thơ chống dịch Covid-19, đâu cần hay nên có. Cảnh báo tình trạng lừa đảo hỗ trợ khẩn cấp người lao động. Kính thưa quý vị và các bạn, Vietnam Airlines hôm qua xác nhận hãng chính thức được nhà chức trách Hoa Kỳ cấp phép thực hiện 12 chuyến bay chở công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước trong năm 2021. Quá trình kiểm tra phê duyệt nhằm cấp phép cho Vietnam Airlines thực hiện 12 chuyến bay chở công dân về nước đã kéo dài đến hơn một tháng. Với tổng thời gian bay khứ hồi kéo dài ít nhất hơn 30 tiếng, Vietnam Airlines sẽ bố trí sử dụng các máy bay thân rộng hiện đại nhất như Boeing 787 và Airbus A350 để thực hiện các chuyến bay đến Hoa Kỳ. Mọi biện pháp phòng chống dịch cũng được hãng triển khai theo tiêu chuẩn an toàn cao nhất để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm trên chuyến bay. Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác về tiêm vaccine với mục tiêu là sớm tiêm vaccine cho toàn bộ người dân do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức làm tổ trưởng. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu sẽ thực hiện tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân và dự kiến trước khi kết thúc năm 2021, kỳ vọng 2/3 dân số Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiêm chủng. Để quá trình tiêm vaccine được đẩy nhanh hơn, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thành phố, doanh nghiệp cần mở rộng và tăng cường hợp tác, liên kết để tìm nguồn vaccine. Trong khi chưa có vaccine, các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Từ ngày 3 tháng 6 đến nay, Hà Nội ghi nhận 22 ca mắc mới, trong đó có 7 ca ngoài cộng đồng, 8 ca là F1 cách ly tập trung, chuyển thành F0. Đặc biệt trong tuần đã ghi nhận chùm ca bệnh tại Đông Anh, một số ca mắc là những người tiểu thương bán hàng nên có nhiều người liên quan. Bên cạnh đó, địa bàn huyện Đông Anh có nhiều doanh nghiệp và giao lưu nhiều nên nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng cao. Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục truy vết các trường hợp F1 và người liên quan, tận dụng thời gian vàng để khoanh vùng xử lý kịp thời, hiệu quả. Ban chỉ đạo nhận định thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới tại các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị và ngoài cộng đồng. Về kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thành phố đề nghị các đơn vị phải ứng trực 24/24 và 24/7, sẵn sàng kích hoạt tất cả các biện pháp bao vây, khoanh vùng, xử lý khi có tình huống phát sinh, tranh thủ thời gian vàng 48 giờ để truy vết khi có ca bệnh. Chủ động kiểm soát tình hình nếu có sự cố tại bất kỳ điểm thi nào. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, thì trong những ngày gần đây, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn đã có nhiều tín hiệu khả quan, số ca mắc mới đã giảm dần và được khoanh vùng cụ thể. Bên cạnh đó, số bệnh nhân xuất viện sau điều trị ngày một tăng. Tỉnh cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác tiêm phòng vaccine trên toàn địa bàn. Dịch bệnh tại Bắc Giang đang từng bước được kiểm soát. Số liệu của ngành y tế Bắc Giang cho thấy, bình quân mỗi ngày có từ 80 đến 90 bệnh nhân điều trị COVID-19 được xuất viện. Bên cạnh hiệu quả trong công tác điều trị, các chương trình tiêm phòng vaccine của tỉnh cũng đã và đang được triển khai trên diện rộng. Theo đánh giá của Bộ Y tế, việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine đã tạo tiền đề rất tốt cho các cơ sở sản xuất nằm trong các khu công nghiệp có đầy đủ điều kiện trở lại hoạt động. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, trong những ngày gần đây diễn biến dịch bệnh trên địa bàn đã có nhiều tín hiệu khả quan, không có ổ dịch mới phát sinh. Số trường hợp F1 hoàn thành cách ly tập trung được trở về nơi cư trú ngày càng tăng, trung bình có từ 800 đến 1.000 người mỗi ngày. Hiện tỉnh cũng đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm khôi phục sản xuất, đặc biệt trong các khu công nghiệp trọng điểm nhằm ổn định đời sống kinh tế địa phương. Tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các ngành là cũng lập tức ban hành 7 cái hướng dẫn. Từ cái việc là đưa đón công nhân về nơi sản xuất thế nào. Thứ hai nữa là tổ chức các cái ký túc xá ngoài doanh nghiệp rồi trong doanh nghiệp ra sao. Thứ ba là vấn đề đăng ký lại lao động, nắm thông tin rồi đưa cái phần mềm và quản lý lao động như thế nào. Theo đánh giá sơ bộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang thì đến thời điểm này địa phương đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Hiện toàn tỉnh đã tiêm phòng được xấp xỉ 180.000 liều vaccine và đang đề nghị Bộ Y tế bổ sung thêm 200.000 liều. Tỉnh Bắc Giang cũng đang đặt ra mục tiêu trong vòng 14 ngày tới không xuất hiện F0. Đã đến thời điểm thích hợp để Bắc Giang lấy lại thế chủ động trong cuộc chiến với dịch bệnh. Chung tay với lực lượng tuyến đầu, các tổ chức tự quản của người dân cũng đang phát huy hiệu quả phòng chống dịch. Tại Đà Nẵng, mô hình các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ giúp nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng của công nhân, người lao động tại đây. Ông Nguyễn Thành Dũng là tổ trưởng tổ công nhân tự quản số 1, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu,
phụ trách khoảng 700 công nhân với hơn 400 phòng trọ. Vào cuối giờ chiều, ông Dũng cùng các thành viên trong tổ tranh thủ thời điểm tan ca, tuyên truyền những nội dung quan trọng về phòng chống dịch của thành phố cho công nhân. Vì sao mà tuyên truyền? Bởi vì công nhân cũng liên quan đến người, người ở lạ đấy. Đồng thời là quê hương bạn bè đã gắt ra về nhiều. Cũng bạn bè, rồi người nhà người đó. Cho nên tuyên truyền mỗi khi mà các cháu mà có người nhà đấy thì phải báo ngay cho chính quyền, báo ngay cho tổ tự quản, báo ngay cho địa phương để tìm cách là khai báo y tế. Vì sợ thứ nhất là an toàn cho bản thân mình là trên hết. Thứ hai nữa là người thân và là chính quyền địa phương ảnh hưởng tới rất nhiều. Đà Nẵng hiện có 52 tổ công nhân tự quản khu nhà trọ với 8.000 công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Đây là lực lượng được Liên đoàn Lao động thành phố thành lập từ lâu. Khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, tổ công nhân tự quản phát huy hiệu quả tích cực với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà. Chúng tôi cũng thấy được một điều là các công nhân ở trọ rất là đang xen giữa rất là nhiều nhà máy. Cho nên là khi mà một công nhân ở nhà máy này lây bị nhiễm bệnh thì về khu trọ lại có thể là lây bệnh cho nhiều công nhân ở nhiều nơi khác. Cho nên là nguy cơ nó ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên là chúng tôi đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Các tổ là thường xuyên đi kiểm tra nhật ký đi về của các công nhân và tiến hành hướng dẫn cho các công nhân tại cái tổ này khai báo y tế, đo thân nhiệt để mà giám sát sức khỏe của mình một cách thường xuyên hơn. Phát huy công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác và sự chủ động của công nhân trong phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc cũng như ở nhà chính là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép vừa duy trì sản xuất vừa phòng chống dịch hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều nông sản của người dân rơi vào tình trạng được mua mất giá, thậm chí có nhiều nơi người dân không thu hái vì tiểu thương thu mua cầm chừng. Tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, một trong những địa phương có diện tích trồng vải thiều lớn của tỉnh đang trong giai đoạn thu hoạch. Trên những khó khăn do dịch bệnh khiến giá vải cũng sụt giảm hơn những năm trước. Tuy nhiên, người dân ở Đông Triều vẫn cảm thấy may mắn khi vải của mình vẫn còn có đầu ra. Dọc theo tuyến đường chính của xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, có khá nhiều các xe tải trọng tải từ 1 tấn trở lên tập kết thu mua vải cho bà con. Giá mua ở đây dao động từ 4 đến 9.000 đồng 1 kg, tùy theo mẫu mã và chất lượng quả vải. Dịch bệnh bùng phát đúng vào vụ thu hoạch vải, khiến cho cả người trồng và tiểu thương đều gặp khó khăn. Để tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ vải thiều, chính quyền địa phương đã triển khai các giải pháp an toàn phòng dịch cho hoạt động giao thương. Quảng Ninh có khoảng 1.000 hectare vải thiều, trồng tập trung tại thị xã Đông Triều và thành phố Uông Bí. Đến thời điểm này, số lượng vải thu hoạch đã đạt trên 60%. Tỉnh Quảng Ninh cũng tạo thuận lợi cho xe đông lạnh, xe container vào thu mua vải. Song để đảm bảo cho mục tiêu kép, thì các tài xế cần phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh là một trong những ổ dịch lớn của tỉnh Bắc Ninh với trên 150 ca mắc COVID-19. Trong bối cảnh bà con nông dân trong phường đang bước vào vụ thu hoạch lúa nhưng đa phần bị cách ly y tế để phòng chống dịch, hiểu được sự khó khăn của người dân, chính quyền phường Khắc Niệm đã huy động lực lượng giúp bà con thu hoạch lúa. Mặc dù lúa đã chín trên đồng nhưng do phải cách ly y tế nên gia đình bà Nguyễn Thị Minh cũng như nhiều gia đình hộ dân ở khu thượng nói riêng, phường Khắc Niệm nói chung không thể ra đồng gặt lúa. Trước tình thế khó khăn của bà con, lãnh đạo địa phương đã tổ chức thuê máy gặt, đồng thời huy động lực lượng người tuyến đầu chống dịch giúp bà con thu hoạch lúa. Tôi có hai sào, vì lần này nói chung là dịch, tôi không ra đồng được thu hoạch, cho nên là đã nhờ cán bộ xã rồi thôn rồi nhờ phụ nữ rồi bên thanh niên các đồng chí gác ấy rất chi là chu đáo quan tâm đến bà con nông dân. Chúng tôi xây dựng kế hoạch là giao cho các khu phố, các hợp tác xã tổ chức thuê máy gặt về để phục vụ nhân dân, để đảm bảo cho cái tiến độ và cái thời gian. Thứ hai là đối với những cái khu mà bị cách ly y tế thì nhân dân sẽ không được ra đồng để thiện gặt, thì chúng tôi thực hiện chỉ đạo cái tổ quốc tế cộng đồng, lực lượng dân quân, người tình nguyện, đoàn viên thanh niên, kể cả lực lượng công an hỗ trợ của phường sẽ giúp dân gặt. Do thời tiết nắng nóng kéo dài liên tục trong nhiều ngày nên việc thu hoạch lúa cho bà con trong phường được chuyển vào chiều tối để vừa đảm bảo sức khỏe và công tác tham gia chống dịch của các lực lượng, nhất là lực lượng công an và thanh niên. Và là hoa màu đã đến thu hoạch, mà bà con nông dân thì trong khu vực phong tỏa thì cũng rất là
bị hạn chế là ra thu hoạch. Vì vậy là lực lượng cảnh sát cơ động chúng tôi là ra giúp nhân dân để thu hoạch nông sản. Hôm nay ngày 12 tháng 6, trên 93.000 học sinh ở Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Mục tiêu của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay, ngoài việc tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, còn có nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông diễn ra từ 12 đến 14 tháng 6 để phục vụ cho hơn 93.000 thí sinh tại 4.000 phòng thi, sẽ có 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên an ninh, trật tự viên, y tế phục vụ tại 184 điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để đảm bảo công tác phòng dịch ở các điểm thi, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu cụ thể với các điểm thi tiến hành vệ sinh môi trường, tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ các điểm thi trước ngày thi, chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch như khẩu trang, nhiệt kế, thuốc phòng cách ly, tuyên truyền hướng dẫn cán bộ coi thi, thí sinh, người nhà thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát lần thứ tư với những diễn biến phức tạp, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 tập trung thêm vào việc chung tay hỗ trợ phòng chống dịch tại các tỉnh thành đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Chiến dịch bao gồm chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch nhánh. Tình nguyện mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh tập trung vào các hoạt động tình nguyện tại vùng khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt năm 2020, khu vực biên giới, các đảo thanh niên và đặc biệt hướng về các địa phương, đơn vị đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao tặng các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh và trao 27 công trình thanh niên cho các tỉnh, thành đoàn trực thuộc với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các cửa ngõ ra vào thành phố. Ngoài lực lượng chức năng, giao thông y tế, thanh tra giao thông thì không thể thiếu màu áo xanh của thanh niên tình nguyện. Đây là hình ảnh Châu Trần Ngọc Diệu Thùy, ngụ tại ấp Trường Thuận, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Hiện đang là học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Phan Văn Trị, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Đã viết đơn xin tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 mà những ngày qua các phương tiện thông tin đại chúng và cộng đồng mạng hết lời khen. Khác với hình ảnh nhỏ nhắn hơi chút rụt rè nhưng em có tinh thần vì cộng đồng viết đơn tình nguyện phòng chống dịch COVID-19. Thấy tình hình dịch bệnh á, nó khá là phức tạp và rất là khó khăn cho mọi người luôn. Và với lại là ở địa phương của con á, thì nó đang thiếu lực lượng và con cũng muốn góp một chút sức của mình để và cùng mọi người ở đây đẩy lùi dịch bệnh. Hiện tại thì ở đây là ít nhất 21 ngày, nhưng mà nếu vẫn còn thêm thì em vẫn ở đây để tiếp tục đồng hành cùng mọi người. Đó là một trong hơn 200 thanh niên tình nguyện thành phố Cần Thơ đang hàng ngày không kể nắng mưa, đêm khuya. Các bạn lực lượng đoàn viên thanh niên được huy động nhằm bổ sung cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch của thành phố. Tại các chốt trực, tình nguyện viên sẽ phối hợp với các ngành chức năng, công an, quân đội, y tế để lấy thông tin dịch tễ, đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân cài phần mềm Bluezone từ các nơi vào thành phố Cần Thơ. Là những người trẻ tại địa phương nên là cái việc mà góp sức mình để thực hiện cùng với địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đó là một cái việc làm rất là vinh dự. Và với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thì mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng mà tụi em cũng sẽ cố gắng vượt qua. Ngoài công việc tiếp sức tại chốt kiểm dịch, một số lượng khá đông từ các bạn sinh viên các trường cùng tham gia nhập dữ liệu họ tên, địa chỉ, nơi đi, nơi đến, số điện thoại, tình trạng sức khỏe của người khai báo y tế và một app do Sở Y tế Cần Thơ quản lý. Công việc đòi hỏi tính chuyên cần nhưng các bạn đều hăng hái tham gia. Khi thành phố triển khai thì chúng tôi đã phát động cái chiến dịch Vành đai xanh an toàn. Đây là một trong 5 cái chiến dịch khởi đầu của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của thành phố. Lực lượng của đoàn viên thanh niên đã cùng với lực lượng công an, quân sự và ngành y tế đã thể hiện được một cái tinh thần rất là xung kích tình nguyện, ứng trực 24/24 tiếng trong một ngày để bảo đảm rằng là cái việc ứng trực tại các cái chốt đúng theo cái tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Qua đây mới thấy được tinh thần các bạn đoàn viên như thế nào. Đây cũng là chương trình cụ thể hóa chiến dịch Vành đai xanh an toàn mà thành đoàn thành phố Cần Thơ phát động. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện nghiêm các biện pháp siết chặt kiểm soát y tế trong phòng chống dịch, qua đó đảm bảo các hoạt động thông quan hàng hóa thuận lợi, nhanh chóng. Ghi nhận của phóng viên truyền hình tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ngay khi phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa ra vào biên giới tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, các lái xe chuyên trách phải thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra y tế, đặc biệt là khai báo về lịch sử dịch tễ. Với những lái xe, chủ hàng đến từ những địa phương đang có diễn biến dịch phức tạp, phải có giấy kiểm dịch âm tính đối với SARS-CoV-2, có giá trị trong thời hạn 1 tuần mới được phép vào khu vực cửa khẩu. Cơ quan Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện nay tại 5 cửa khẩu là Quốc tế Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma và ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, mỗi ngày đều được phun khử trùng, diệt khuẩn 2 lần. Để phòng chống dịch có hiệu quả, lực lượng bộ đội biên phòng đã thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền đến lái xe, chủ hàng thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, không tập trung thành nhóm đông người ở trong khu vực cửa khẩu, phân luồng điều tiết phương tiện, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp trực chốt trên biên giới, kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở, chống xuất nhập cảnh trái phép. Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng xấu giả danh đơn vị tổ chức có uy tín của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo công nhân, người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Đây là hành vi đáng lên án, cần phải xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, người dân cũng cần hết sức đề phòng. Chị Nguyễn Thị Thắm hiện đang làm công nhân tại một công ty điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Gần đây, chị nhận được thư điện tử cho biết thông tin Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 bằng tiền mặt. Trong thư còn có đường link để chị truy cập và điền thông tin tài khoản của mình. Và trong email có cái đường link, thế là mình cũng ấn vào đường link thì ở trong đấy ghi là cung cấp thông tin này và đặc biệt là các cái số tài khoản. Thì mình cũng ghi được một nửa rồi thì tự nhiên con bạn bên cạnh nó bảo là ở trong dãy trọ này mới có người cũng bị lừa như thế. Thế lúc đấy mình mới tỉnh người ra. Chị Phan Thị Nương cũng nhận được thư điện tử thông báo hỗ trợ cho người lao động có đường link với các nội dung khai báo tương tự như chị Thắm. Tôi đã quay về trang web của Tổng Liên đoàn, trang web chính thức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng như hỏi công đoàn cơ sở về việc mình có được nhận hỗ trợ hay không thì mới ngớ ra rằng là đó là một đường link lừa đảo. Trong thực tế, khi dịch bệnh tái bùng phát trở lại với nhiều diễn biến phức tạp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra quyết định số 2606 nhằm chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Lợi dụng điều này, các đối tượng xấu đã thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt thông tin, quyền kiểm soát tài khoản của các công nhân. Ngay sau khi quyết định được ban hành thì chúng tôi đã nhận được thông tin là đã có cái tình trạng hiện tượng là có các đối tượng có cái hành vi mà lừa đảo người lao động và xuyên tạc những cái thông tin về hỗ trợ của tổng đoàn. Tôi đã có cái giải pháp cảnh báo đến cán bộ công đoàn các cấp về để cái thông báo và cảnh báo đến công nhân lao động. Chúng tôi cho rằng hành vi này rất là nguy hiểm. Đấy thì chúng tôi đã có cảnh báo. Để chủ động phòng tránh các hoạt động lừa đảo, cơ quan chức năng cần tăng cường rà soát, nắm tình hình, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, mỗi người lao động phải nâng cao tinh thần cảnh giác, đồng thời thông báo ngay đến các cơ quan chức năng nếu nhận được những thông tin đường link mạo danh lừa đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa thi hành lệnh khởi tố bắt tạm giam 2 nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này là ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh, cùng nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa Lê Mộng Điệp. 3 bị can trên bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Lực lượng chức năng đang thực hiện lệnh khám xét và các thủ tục tố tụng đối với 3 bị can. Ông Nguyễn Chiến Thắng, 66 tuổi, từng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Lê Đức Vinh, 56 tuổi, từng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021. Cơ quan điều tra xác định hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký nhiều văn bản có nội dung trái pháp luật trong việc giao đất, cho thuê đất, phê duyệt giá đất trong thực hiện một số dự án tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, dự án BT xây dựng trường chính trị Khánh Hòa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.